hai dữ vậy. Hai điều lấy hai điểm luôn em, hai điểm khó. Ừ, liều liều liều. Nó dốc mặt thời không? Ở vùng quê một tỉnh kia cũng mới đây đó cả nhà. Thì cái cô này á thì cho chết quen ức đeo cổ á, cái hiện về nhát cho cái cô hàng xóm á, thấy cô hàng xóm chiều tập thể dục á thì thấy cô hiện về đứng trước cửa xăng á. Rồi cô này mới sợ quá đem mua đồ qua cúng và hứa hàng tháng sẽ cúng. Vợ chồng người đó chồng của cô đó khuyên vậy. Rồi cái một anh kia đi chăn bềm bẹp á, bẫy vừa dính con bềm bẹp cái lại thăm á, cái vừa dở thấy cái cô này đứng sau lưng á cả nhà. Rồi cái anh này mới chạy qua nó nói với cô hàng xóm hôm bữa đó, cái nói tháng này chắc vừa cúng nên trở qua cúng sớm. Rồi á là cô này mắc là do ba mẹ vợ chồng mẹ chồng á và nè em vợ chồng đánh đập á, mà nghi là tạm lấy tiền của mẹ mà lúc cô không có. Cô này hồi lúc mà sống này cũng chia sẻ với cô hàng xóm á, nên cái hòa khí sinh tài, hòa khí sinh hạnh phúc gia đình đó cả nhà. Thanh Nhàn kể lại cho cả nhà nghe câu chuyện của một danh hài nổi tiếng ở Mỹ cả nhà, mà người Việt mà mười mấy năm trước á, danh hài này á, tên con thuyền mà vượt biên sang nước ngoài đó cả nhà. Cái mà lên đến 7 ngày, tới ngày thứ 8 thì gặp bão á, cái tài công lái á, là cái con thuyền chỉ quay vòng thôi, nửa tiếng đồng hồ á, là tên đoàn thuyền này kể đó là xong rồi. Nhưng mà nhớ lời tâm linh đó mà nhà đại thờ Phật nên dự bị danh hài này đó đã quỳ xuống lại Phật Bà Quan Âm cứu khổ cứu nạn á, mà may mắn là Phật Bà hiện ánh sáng hào quang lên luôn cả nhà. Là cái nhờ đó đó, cái máy tài công máy lái theo cái hướng đó là gần bờ đảo của Malaysia á, tài công đó bây giờ là đang bên nước ngoài luôn cả nhà. Thì danh hài đã chính miệng kể lại và rất là quy diệu đó cả nhà. Có thời có thiên, có kiên có lành đó, tin tưởng là có đó cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Ở quận nhất á, Nguyễn NT MK cả nhà. Thành phố Hồ Chí Minh, ai học sinh học ở một trường này đều từng đã nghe ha, có một cái đồng hồ mà cái hồn ma áo tím á trên tháp đồng hồ đó hay hiện về lắm. Nhiều người kể ở trên đây á, có một bàn thờ nhỏ để thờ một nữ sinh từng tự tử trong trường, bộ áo dài tím cũng vũng máu bê bết không hiểu từ đâu ra. Tháp đồng hồ là nơi cao và quyền bí nhất, nhìn từ dưới sân lên tháp bao giờ cũng thấy một vẻ u ám ảm đạm ha cả nhà. Việc nhà trường cấm học sinh lên đây càng làm câu chuyện trở nên đáng tin cậy hơn. Một số truyền thuyết khác không kể đến về ngôi trường này đó là những ánh đèn chập chọn trong đêm, nước trong toilet tự động tắt mở, tiếng động lạ trong những căn phòng luôn khóa. Nơi đây đã trở nên quyền bí và là lạnh lùng á cả nhà. Đỡ quận nhất á.